Từ Khải Huyền có nghĩa là mặc khải, vén màn bí mật cho ta biết về một việc gì. Mặc khải này dành cho 7 hội thánh tại Tiểu Á. Bài đọc 2 hôm nay trích từ phần khởi đầu của quyển sách, được trình bày như một lời tung hô mở đầu phụng vụ. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Đức Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là thủ lãnh mọi vương đế trần gian. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của người. Kính dân người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kỳ người ngự đến giữa đám mây, ai nấy sẽ thấy người, cả những kẻ đã đâm người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Ta là Alpha và Omega, là đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng.